Trưa nay có việc gì không? À không, có gì vậy? Anh có hẹn đi chụp hình cưới và giảm cấp bách. Trước lúc kết hôn còn rất nhiều điều phải lo. Anh muốn trưa nay nhấn chút thời gian đi chụp hình. Cũng được. Từ lâu đã muốn chụp ảnh cưới với anh rồi. Chí Tổng, cô cố tìm ông. Đây là bản thiết kế lãng mạn Babylon. Anh có thể đến viện thiết kế kết hợp kỹ thuật của họ để làm kiểm chứng lần cuối. Đây là việc cuối cùng tôi làm EEC. Tạm biệt. Phi Phi. Chí Tổng à, xin hãy tránh ra. Chụp hình cưới vậy? 3 giờ. Gặp lại sau. Chị đã về rồi, em gọi điện cho chị suốt mà chị không nghe máy. Chị đi đâu vậy? Chị đến EAC, đi tìm Tiến Sáng à? Ừ. Chị hai người, chị đi tìm anh ta là vì chị đã hứa với anh ta. Nhất định sẽ giúp anh ta làm cho xong bản thiết kế. Bây giờ bản thiết kế đã giao cho anh ta rồi thì công việc EAC kết thúc rồi. Chị. Chị à, vậy chị từ trước sao? Vậy sau này chị có dự định gì không? Chị muốn đi khỏi Hàng Châu. Chị chị đi khỏi Hàng Châu, chị định đi đâu vậy? Chị cũng không biết. Khắp thế giới, nơi nào cũng được. Chỉ cần rời khỏi nơi này là được rồi. Phi Phi, nếu đã rời khỏi EAC thì cũng đâu cần phải rời khỏi Hàng Châu. Hả? Chết nhỏ à, chị cảm thấy rất mệt mỏi. Chị muốn tìm nào đó để nghỉ ngơi. Phi Phi, nếu chị rời khỏi Hàng Châu em sẽ nhớ chị lắm đó. Chị không được ích kỷ như vậy. Chị biết nhưng mà làm sao đi? Còn biết làm sao nữa?
Rồi, được rồi, hai người đi thay đồ đi. Anh đi thay đồ nhé. Cảm ơn, tôi muốn hỏi khi nào có thể lấy hình. Chắc là khoảng một tuần. Sao lâu quá vậy? Có thể sớm hơn một chút được không? Xin lỗi, như vậy nhanh lắm rồi. Chúng tôi còn phải chọn hình, còn phải chỉnh Photoshop nữa. Ba ngày có được không? Gấp vậy sao? Làm ơn đi. Hay là vậy đi, ba ngày không có đầy đủ, tôi chọn một vài tấm cho cô trước. Cô thấy vậy được không? Được được, cảm ơn khách nhé. Không có gì. Em còn chưa thay đồ sao? Phải rồi. Anh không cần đợi em. Có việc gì thì cứ đi trước, em tự về cũng được. Ừ. Vậy anh đến chỗ Mong Phong một chút, không đợi em nữa. Dạ được. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Anh chịu được hay thật đấy. Tôi bị anh làm đông đóng chết đi được. Mao Phong à, lấy hai tá bia cho tôi. Không thành vấn đề. Hôm nay cứ việc uống thoải mái, uống cho đá mới thôi. Mao Phong, Mao Phong, sáng già sao lại ở đây vậy? Trước nhỏ à, Phi Phi về nhà chưa vậy? Anh còn dám hỏi thăm chị ấy nữa hả? Chị ấy vì anh sắp đi khỏi Hàng Châu rồi. Cái gì? Quyết định khi nào vậy? Khi nào quấy đi? Chắc là khoảng tuần sau. Tiếc sớm à, nếu tôi là anh, tôi sẽ đi năn nỉ đi quay lại. Anh còn uống rượu được nữa, rốt cuộc anh có trái tim không vậy? Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, để anh ấy yên tĩnh đi. Đi thôi, đi thôi. Anh, đi mà. Em nghe thấy hết rồi. Lại bị bắn nữa hả? Sao lại đến đi? Biết là anh đến đây là muốn uống rượu. Uống rượu một mình thì chán lắm. Em uống với anh đi. Kết quả kiểm tra tất cả đều bình thường. Để em thấy chỗ nào không khỏe thì báo anh biết đi. Em đi tìm Phi Phi à? Dạ. Phi Phi nói sao? Lần trước gặp cô ta, thấy cô ta giả vờ như không sao, nhưng em biết trong lòng cô ta rất khó chịu. Cô ta lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng tự mình chịu đựng. Hay là anh đến thăm cô ấy đi. Anh? Được. Em nghĩ lời của anh thấy đâu cô ta sẽ nghe lọt tai. Anh đến lúc này mà anh còn không tin em sao? Đi đi, nói chuyện với cô ấy đi, khuyên cô ấy một lời đi. Ừ. Một người phụ nữ không cần biết bề ngoài biểu hiện mạnh mẽ thế nào, nhưng thật ra bên trong rất yếu đuối. Anh hiểu mà, em yên tâm đi. Phi Phi, sự việc đã như vậy rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tôi biết trong lòng cô rất khó chịu. Khó chịu thì cứ nói ra đi. Đừng có tình giả vờ kiên cường như vậy, có được không? Tôi đâu có. Tôi đâu có giả vờ. Tôi đã nói với cô cậu sao mà. Anh làm gì hỏi nhiều quá vậy? Làm gì có nhiều chuyện vậy? Tôi đã nói là tôi không sao. Sống độc thân 10 năm, tôi cũng sống tốt mà. Giờ có sống độc thân thêm 10 năm nữa, tôi cũng sẽ sống rất tốt như trước đây thôi. Đừng lo lắng cho tôi. Phi Phi, lúc đầu tôi đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói cô, nhưng mà bây giờ tôi không thể mở miệng nói câu nào hết. Vậy thì đừng nói nữa. Ông trời sắp đặt để tôi chọn Ngô Tục, để lỡ mất cô. Nếu mà nói không hối hận thì là giả dối.
Nhưng mà cô Tùng thật sự là một người vợ rất tốt. Nếu mà nói trên thế gian này có một loại thuốc có thể làm cho thời gian quay ngược lại thì không cần biết phải tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ mua một viên. Nhưng mà đó chỉ là giả thiết thôi. Cô có rời khỏi EAC không? Anh kỹ thử đi. Vậy thì cô chuẩn bị đi đâu nào? Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Nếu có cơ gì tôi giúp đỡ, cứ nói nhé. Ừ, rất tiện mà. Huệ Minh à, chúng ta mãi mãi sẽ là bạn tốt của nhau chứ. Đúng vậy. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Đừng rời xa anh. Đừng mà. Đừng mà. Xin chào, xin chào. Tôi hỏi qua, tôi muốn hỏi anh tôi đã xong chưa? Xin chờ một chút. Hình của cô đây. Cảm ơn. Những tấm còn lại đợi trong một tuần sẽ làm xong cho cô. Cảm ơn. Vừa mới đến nhà cô, trái nhỏ đó cô ở đây. Tìm tôi có việc gì không? Tôi nghe nói cô muốn đi khỏi đây. Sao phải đi khỏi đây? Không tại sao hết. Cảm thấy mệt mỏi. Tôi xin lỗi. Phi Phi à, thật ra người nên đi là tôi đấy. Là ý gì? Tôi biết. Vì tôi giúp anh lấy hai lần, chứ sáng thấy hổ thẹn trong lòng, nên mới đồng ý kết hôn với tôi. Thật ra người anh ấy yêu nhất chính là cô. Phi Phi à, cô quay về bên cạnh anh ấy đi. Bây giờ anh ấy thật sự rất cần cô. Cho anh ấy thêm một cơ hội nữa có được không? Những gì tôi nói tôi đã nói rồi. Nếu cô vẫn muốn kiên trì ở đây, tôi cũng không giữ cô đâu. Bảo trọng đi. Thank you.
Con xin lỗi. Mẹ tôi, con xin lỗi. Nhã Cầm à, con muốn ta nói sao? Con muốn ta nói, ta không thích con gì hết. Đó là chuyện không thể nào. Nhưng mà nếu con muốn ta nói, quán con, hận con, ta cũng không nói được. Dù gì lúc nào ta và ba nuôi con cũng coi con như là con ruột của từng bà. Mẹ đưa, con xin lỗi. Con đến nhà họ Tiếp đi. Mẹ, đừng gọi ta là mẹ nữa. Ở đây cũng không còn là nhà của con nữa. Tìm tôi hả? Giám đốc Bình. Chuyện hồ sơ của ba nuôi tôi và về phân chia di sản, tôi xin giao cho về luật sư Bạch nhé. Mẹ nuôi tôi không muốn gặp tôi được, nên tôi sẽ không ra mặt. Đây là chìa khóa xe do ông gửi lại cho bà. Sao vậy? Cô muốn rời khỏi đây à? Tôi vốn dĩ là một cô nhi. Chính ba đôi tôi là người đã mang tôi ra khỏi cô nhi viện, cho tôi một gia đình. Bây giờ tôi ép chết ba đôi của mình, chính tay hủy hoại gia đình mình. Tôi phải quay về cuộc sống phiêu bạt như trước đây rồi. Không phải, chẳng phải cô và Tiếng Sáng đã là một giấc mơ. Chỉ là một giấc mơ thôi. Bây giờ đến lúc phải tỉnh lại rồi. Thật ra tôi khao khát một gia đình hay bất kỳ ai hết. Nhưng ông trời đã định tôi không có. Ít ra là tạm thời không có. Sao lại như vậy? Sức khỏe mẹ nuôi tôi không tốt. Ông giúp tôi chăm sóc bà nhé. Được rồi, tất cả trông cậy vào ông đi. Được, cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ hết sức mà. Cảm ơn. Chọn đồ đạc chi vậy? Định đi đâu sao? Em sang Anh để tiếp tục học kiến trúc. Em đã liên hệ với trường bên đó rồi. Họ đã chuyển em vào học. Là ý gì vậy? Thật ra Tiểu Sáng à, em biết rất rõ người như chính là Cố Phi Phi. Anh đồng ý kết hôn với em chỉ vì anh tội nghiệp em mà thôi, và anh thấy trai trước với em.
Thật ra cái hôm anh nói kết hôn với em, em đã định cự tuyệt rồi. Nhưng mà em lại không cam tâm. Em chỉ cần lấy một tấm hình cưới của anh và em thôi. Như vậy em mới không cảm thấy mình thua thê thảm. Bây giờ đã có hình cưới rồi, tâm nguyện cũng đã đạt thành, đến lúc phải ra đi rồi. Nhã Cầm, em nghe anh nói đi. Anh đừng nói gì hết. Tiểu Sáng, hủy bỏ hôn lễ đi. Dù có phải đi, đâu cần phải đi gấp như vậy. Bên đó sắp khai giảng rồi, con muốn nhanh chóng qua đó để làm quen với hoàn cảnh. Cô à, giữ gìn sức khỏe đấy. Còn nhớ khi nào có kỳ kỳ, nhất định phải về thăm ta đấy. Còn phải nhớ, nơi này mãi mãi là nhà của con. Cô sẽ nhớ con lắm đấy. Con biết mà. Chắc định phải đi sao? Phải. Sẽ quay lại chứ. Cũng không biết được. Trình phải hạnh phúc đấy. Tiểu Sang, anh bảo trọng. Thank you.
từ sáng à? Giá Cầm đã đi cắt bưu tả rồi. Nó chuẩn bị hoàn thành cho con và Phi Phi. Tại sao con không chấp nhận ý tốt của nó? Đang nghĩ Phi Phi quay lại đi. Con không còn mặt mũi gặp Phi Phi nữa. Nghe lời mẹ, đi tìm Phi Phi để giải thích đi. Nó sẽ tha thứ cho con. Có được không? Được mà. Bản thiết kế là mà bà dâu bé của ta rồi. Là một việc cuối cùng của tôi là đi xin tạm biệt. Phi Phi, tiếp tục, xin hãy tránh ra. Đáng mạng bà dâu rất quan trọng với tôi. Tôi nên để đặt một đứa có thể bất tích thủ đoạn sau. Thật ra chịu xin, em biết rõ tình yêu chính là Phi Phi. Anh đồng ý kết hôn với em, chỉ dành tội nghiệp em, dành thế trai chút trong lòng. Sáng già, Phi Phi, cô nói tôi biết đi. Để nào cô cũng có một chút gì giúp tôi sao? Đó thì sao nào? Tôi làm cho mẹ khui đuôi với tôi và ta sẽ gả cô cho cô. Ai đồng ý với anh chứ? Thì em chứ ai? Giao Cầm đi cắt buộc phải. Rồi sao con cũng chấp nhận ý tốt của nó đang nghĩ Phi Phi quay lại đi. Chị về rồi sao? Thế nhỏ à? Chị nãy sáng giờ có đến đây không? Không có, em nhà xuất hiện thấy ta đến đâu. Chị tìm thấy con nhà nắm ở dưới lầu. Có phải lúc nãy anh ta ở dưới lầu không?
Thì sao anh ta không lên đây? Chị không biết. Chắc anh ta ngại không dám gặp chị. Phi Phi à, chị đi tìm anh ta đi, đừng để mất cơ hội mà. Ây da, còn do dự gì nữa? Anh ta đến đây chứng minh trong lòng anh ta chỉ có chị. Phi Phi à, hạnh phúc là phải do tự mình nắm bắt. Còn ngần ngại gì nữa, đi mau đi. Đi. Ừ. Mời chào. Cảm ơn. Con chào bác. Ủa, Phi Phi à, cho con hỏi tiết sáng có ở nhà không? Nói chưa về. Nhưng mà anh ấy đến dưới lầu nhà của con, để lại cái này rồi đi. Vậy sao con không gọi điện thoại cho nó? Con có gọi, anh ấy tắt máy rồi. Vậy sao? Hay là con ngồi đây đợi nó một chút, lát nữa chắc nó sẽ về ngay mà. Dạ được. Alo, mẹ. Tiểu Sáng à, đang ở đâu vậy? Vì Phi đang đợi con ở nhà này. Mẹ, con xin lỗi, con không đủ dũng khí gặp lại Phi Phi. Mẹ giúp con nói với cô ấy, con rất yêu cô ấy. Đồng thời con cũng thấy có lỗi với cô ấy nữa. Bây giờ con không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào. Tiểu Sáng à, là Phi Phi đây. Phi Phi, anh đang ở đâu vậy? Anh mang về đi, em không trách anh nữa đâu. Phi Phi xin lỗi, đáng lý ra anh định đi tìm em, nhưng mà đến dưới lầu anh lại thật sự không dám đi lên. Anh nói em biết đi, anh đang đi đâu vậy? Anh không biết khi gặp em anh phải nói gì. Rốt cuộc anh phải đối diện với em như thế nào? Phi Phi à, anh xin lỗi, anh đã làm em tổn thương. Anh nói em biết anh đang ở đâu đi, em đến tìm anh. Không cần, anh đang trên đường ra sân bay. Vậy em sẽ đến đó nghe. Phi Phi, nghe anh nói đi. Chúng ta cần phải bình tĩnh lại. Xin em dành một ít thời gian, có được không? Chiếu Sáng à, em bảo trọng đấy. Anh cũng vậy đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao. Vợ chồng, giám đốc Cố có bưu thiếp cho cô. Ừ, cảm ơn. Phi Phi, sau khi rời khỏi Hàng Châu, anh đã đi rất nhiều nơi. Cảnh vật ở đây rất đẹp, nhưng mà trong lòng thì càng lúc càng nhớ em. Cuối cùng không chịu được nữa nên đã gửi bưu thiếp này cho em. Em vẫn khỏe chứ? Nghe Mao Phong nói em đến công ty mới, còn làm giám đốc phòng thiết kế nữa. Phi Phi à, chúc mừng em. Sao cô nhìn kỹ sao thấy mà cái miệng giống tôi, đừng bắt giống mẹ đó, lưỡng lực chắc chắn sẽ đẹp hơn chúng tôi rồi. Xinh đẹp nha, giống mẹ này, nhìn xem có giống mẹ không, nhìn xem đôi mắt có giống mẹ không. Ôi giống thật đấy, sau này lớn lên thành bạn chàng đẹp trai rồi. Wow, đây là tấm bưu thiếp thứ 7 trong tháng này rồi hả? Đợi Sáng Giao quay về, hai người có thể mở một cửa tiệm bán bưu thiếp, không cần phải nhập hàng nữa. Nhìn chị kìa, trời ơi, người sắp ép rồi, mở hết rồi. Đi 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 mà.想要的生活，尊严被腐蚀，梦被冷冻，仿佛一道无形枷锁牵绊我的自由。哦，孤独的战犯，我是荒铁雪地里的强援。张姐，người bạn yêu nhất bạn, giống như là Sáng Già và bà chị xem mắt vậy.